Ngọc Ánh xin kính chào tất cả quý khách hàng đang xem kênh Bất động sản nhà tốt, nhà đất giá rẻ Hà Nội. Hôm nay Ngọc Ánh xin trân trọng gửi tới quý khách hàng dự án 4 căn thuộc tổ 7 phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Với dự án 4 căn nhà này thì có hai hướng thưa mọi người. Hướng ở mặt ngoài là hướng Tây Bắc và hướng bên trong là hướng Đông Bắc nha quý vị. Diện tích xây dựng là 30-42m², thiết kế từ 4-5 tầng. Thì trong video này Ngọc Ánh sẽ quay gửi tới trước quý khách hàng cái căn nhà 32m², thiết kế và xây dựng là 5 tầng lô góc. Từ vị trí của ngôi nhà này đi ra tới trung tâm hành chính quận Hà Đông rất là gần. Đi ra tới các bệnh viện lớn, bệnh viện Quân y 103, bệnh viện Ca Tân Triều, bệnh viện Đa khoa Hà Đông. Nó chỉ trong phạm vi bán kính 1,5 km quay đầu. Từ vị trí của ngôi nhà này xung quanh rất là gần chợ dân sinh, gần những cái tiện ích sinh hoạt xung quanh trường mầm non, trường tiểu học, bể bơi rồi là các khu vui chơi giải trí nha mọi người. Thì hôm nay trong video này Ngọc Ánh sẽ quay gửi tới cụ thể với khách hàng căn này. Với cái căn nhà này theo hiện trạng thì thực ra nó mới được khoảng tầm 95% thôi mọi người ạ. Vẫn còn một chút về cái phần lắp đặt nữa. Thì khi mà quay xong video này nếu như chưa bán được, Ngọc Ánh sẽ quay lại gửi tới quý khách hàng sau. Với căn nhà này có tặng điều hòa, tặng rèm cửa, tặng nội thất nha mọi người. Thì hôm nay mới chỉ có tới 95% thôi, còn một chút nữa là chưa lắp đặt. Thì cái đấy Ngọc Ánh sẽ quay gửi tới quý khách hàng sau. Cụ thể căn nhà này hướng nhà là hướng Tây Bắc, ngõ trước nhà rất là rộng. Nếu như tính ngõ trước nhà thì nó khoảng tầm 2m7, nhưng mà cách với lại cái trục đường ô tô đi lại thì nó khoảng tầm 50m nha quý vị. Đó. Và cái giá chào bán của cái 4 căn này mọi người ạ, thì căn thấp nhất là 2.600.000.000 thôi. Toàn bộ đã có đầy đủ sổ đỏ chính chủ, giấy tờ pháp lý hợp lệ, có hỗ trợ vay vốn với khách hàng có nhu cầu và sổ đỏ trao tay ngay nha quý vị. Với cái căn nhà này quý khách hàng chỉ có khoảng tầm 800-1 tỷ đồng là đã có thể sở hữu rồi. Phần còn lại ngân hàng sẽ hỗ trợ quý khách hàng vay tối đa trong vòng 25 năm và tối thiểu là 3 năm nha. Toàn bộ phần mặt tiền của ngôi nhà là chủ đầu tư đã ốp toàn bộ cái đá granite. Và cái cửa chính của ngôi nhà thì thiết kế hai lớp cửa, bên ngoài là chất liệu inox 304 và bên trong là cửa kính cường lực nha mọi người. Đây. Với mặt tiền của ngôi nhà này là 3m4, cũng rất là rộng nha mọi người. Thiết kế và xây dựng là 5 tầng. Đó. Mời quý khách hàng theo chân Ngọc Ánh khám phá tầng 1 của ngôi nhà. Với ngôi nhà này là lô góc, vị trí là lô góc thì có hai mặt thoáng nha mọi người. Mặt trước và mặt bên cạnh đây quý khách hàng có thể nhìn thấy giúp em luôn. Phần hoàn thiện về gạch lát, nền trần thạch cao, hệ thống điện, hệ thống nước đã được lắp đặt đầy đủ. Nước sạch sử dụng là nước sạch quận Hà Đông và điện lực Hà Nội nha mọi người. Thật ra thì quý khách hàng có thể nhìn trên video tất cả nó rất là chân thực. Về cái phần gạch này cũng như là cái phần sơn, cái màu sơn, toàn bộ màu tông sơn chủ đạo của ngôi nhà này nó là màu trắng. Phía phòng khách của ngôi nhà thì chủ đầu tư có lắp đặt quạt trần này, hệ thống trần thạch cao, xung quanh lại còn trang trí cả ốp, cả gỗ nữa mọi người nha. Rất là đẹp. Phần đây là phần phòng khách đây ạ. Phòng khách của ngôi nhà cũng được chủ đầu tư trang trí rất là tỉ mỉ, cầu kỳ, kệ tivi. Đó. Đây, phần trang trí đây, ốp cái phần này nó là cái ốp nhựa giả đá nha mọi người. Khá là đẹp luôn. Trần phào thạch cao rất là cẩn thận. Hồ sơ điện, hồ sơ nước thì là riêng biệt từng căn. Từ vị trí của cái ngôi nhà này mà ra với đại trung tâm của khu vực thì nó rất là gần thôi nha quý vị. Tiếp theo, mời quý khách hàng theo em vào phía phòng bếp của ngôi nhà. Với căn phòng bếp thiết kế đây mọi người có thể nhìn thấy. Cụ thể luôn là phần tủ bếp đã được hoàn thiện đầy đủ, chất liệu tủ bếp là tủ gỗ An Cường, kèm theo đó phụ kiện bếp đi kèm đều là chất liệu inox 304. Đây mọi người có thể nhìn tham quan giúp Ngọc Ánh luôn. Chậu rửa, vòi rửa đấy. Rất là đẹp, hoàn thiện gần như là xong hết rồi. Ngôi nhà này chỉ còn thiếu một chút lắp đặt đồ đạc của chủ đầu tư tặng tới quý khách hàng mới thôi. Toàn bộ là cái mặt bếp được ốp đá đen granite và xung quanh bếp là được ốp kính ốp bếp nha mọi người. Rất là đẹp. Ngoài ra, phần tầng 1 của ngôi nhà còn có một nhà vệ sinh nữa. Nhà vệ sinh tuy nhỏ nhỏ thôi nhưng mà đáp ứng đầy đủ công năng với tầng 1. Đó là đầy đủ bồn cầu, cũng như vòi xịt, vòi rửa và hệ thống máy bơm nước tự động lên trên 5 tầng của ngôi nhà. Toàn bộ hệ thống tay vịn cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 5 của ngôi nhà là chất liệu gỗ lim nha mọi người. Mặt bậc cầu thang đây, quý khách hàng có thể nhìn
ngay ở trên video cho Ngọc Ánh toàn bộ là ốp đá tự nhiên. Và phía phòng khách ở đây ngăn cách với cầu thang là khoảng vách gỗ CNC. Đấy, rất là đẹp. Với cái diện tích 30m, 31, 32m, thực ra thì quý khách hàng nghe thì nó nhỏ thôi. Nhưng mà quý khách hàng nào theo dõi Ngọc Ánh đã lâu thì có thể biết rằng những cái nhà 30m này thiết kế rất là tối ưu công năng nha mọi người. Mời quý khách hàng theo chân Ngọc Ánh lên khám phá tầng 2, 3, 4, 5 của ngôi nhà nhé. Tầng 2 của ngôi nhà được thiết kế như sau, gồm một phòng ngủ và một phòng vệ sinh mọi người ạ. Và cái ngôi nhà này như Ngọc Ánh chia sẻ rồi, nó là lô góc cho nên nó có hai mặt thoáng. Đây mọi người có thể nhìn thấy đây, cửa sổ hai bên. Và với ngôi nhà này thì là có ban công nha mọi người. Ban công mở hướng ra phía bên ngoài đây, rất là mát. Đồng thời chủ đầu tư lắp đặt sẵn điều hòa ở đây rồi nha mọi người. Toàn bộ tầng 2 được lát sàn gỗ, sàn gỗ công nghiệp nha mọi người. Đây mọi người có thể nhìn thấy đấy. Và tầng 2 cũng được lắp đầy đủ trần thạch cao, cũng như là hệ thống đèn led chiếu sáng âm trần. Ở đây là còn một bức tranh nữa nha mọi người. Một bức tranh nữa mà chưa xong, chắc chắn là Ngọc Ánh sẽ quay lại để gửi tới quý khách hàng. Cửa thông phòng, toàn bộ thiết kế là cửa nhôm hệ đó. Và phía tầng 2 này còn một phòng vệ sinh ở phía bên ngoài, khu cầu thang đi lên. Thì cái nhà vệ sinh này đáp ứng đầy đủ công năng cho một hộ gia đình sử dụng nha mọi người. Đầy đủ về cái hệ thống đây, cabin tắm này, hệ thống sen cây tắm nóng lạnh này, quạt hút mùi này. Đấy, mọi người có thể nhìn thấy không ạ? Đáp ứng đầy đủ luôn. Bồn cầu liền khối, bàn đá, lavabo, bàn đá rất là đẹp. Nói chung là nhìn rất là sang đấy mọi người ơi. Nhỏ xinh thôi nhưng mà nhìn nó rất là sang chảnh, rất là đẹp luôn. Tiếp theo mời quý khách hàng theo chân Ngọc Ánh lên trên phía tầng 3 của ngôi nhà nhá. Với tầng 3 của ngôi nhà thì thiết kế giống hệt tầng 2 mọi người ạ. Cũng gồm một nhà vệ sinh và một cái phòng ngủ lớn rất là rộng nha. Phòng ngủ riêng biệt. Đây mọi người có thể nhìn thấy mỗi tầng chia một phòng cho nên là cái không gian phòng nó rất là thoáng. Mở cửa ra rất là mát mọi người ạ. Và cái đây là cái ban công này, mọi người có thể trồng hoa, trồng nước ở đây rất là đẹp luôn. Đấy, tầng 2, tầng 3 là được chủ đầu tư lắp đặt sẵn điều hòa rồi nha mọi người. Nói chung nhà Ngọc Ánh review thì có sao thì nói thế, từ thông số nhà cho đến giá bán, quý khách hàng hoàn toàn yên tâm một lần trước khi mà quý khách hàng lựa chọn để đi xem cái căn nhà nào đấy. Thì cứ yên tâm rằng là đến nhà đấy nó sẽ là như vậy. Nó không phải kiểu như kiểu một số quý khách hàng của em chia sẻ là cứ kiểu treo đầu dê xong bán thì chó đến, nó lại một kiểu khác. Nhà chụp hình thì rõ là đẹp xong rồi đến thì lại không phải. Nhưng mà riêng gặp Ngọc Ánh thì không có chuyện đấy nha. Rất là hợp lý nha mọi người ơi. Với cái nhà này mà quý khách hàng anh chị nào chỉ có khoảng tầm 800 cho tới 1 tỷ là có thể sở hữu rồi. Rất là tiện ích, rất là lợi. Thế đi lại, sinh hoạt, giao thông xung quanh, nói chung là với cái căn nhà này thì tiện ích quá là ok luôn ý mọi người ạ. Nhà vệ sinh tiếp theo ở phía tầng 3 đây, thiết kế giống hệt tầng 2 thôi. Cũng có đầy đủ cabin tắm, hệ thống sen cây tắm này, rồi bồn cầu này, và hệ thống lavabo bàn đá rất đẹp. Đó, nhìn rất là chảnh nha mọi người. Hệ thống điện nước thì lắp đặt đầy đủ hết rồi. Và mời mọi người theo chân Ngọc Ánh lên phía tầng 4 của ngôi nhà. Tầng 4 của ngôi nhà này cũng vậy mọi người ạ. Cũng một phòng ngủ và một phòng vệ sinh. Tất cả ban công là từ tầng 2, tầng 3, tầng 4 đều là ban công thiết kế theo kiểu mở nha mọi người. Có thể bước chân ra ngoài được, rất là mát. Như vậy, lên tới tầng 4 của ngôi nhà này đã có 3 phòng ngủ riêng biệt, có tới 4 phòng vệ sinh rồi mọi người ơi. Từ vị trí của ngôi nhà này như Ngọc Ánh chia sẻ rồi, nó cách với lại trung tâm quận Hà Đông nó chỉ khoảng tầm 1,5 km. Xung quanh đầy đủ tiện ích, chợ, trường, phường, trạm, bệnh viện, tất cả là các bệnh viện lớn và trường học liên cấp nha mọi người. Từ vị trí của cái ngôi nhà này đi tỏa ra khắp cái khu vực gần như là tỏa ra các hướng đều ok, rất là ok, thuận tiện đi lại. Mời quý khách hàng theo chân Ngọc Ánh lên khám phá tầng cuối cùng của ngôi nhà, đó là tầng 5. Xin mời mọi người theo em. Và mọi người ơi, với tầng 5 của ngôi nhà này thì thiết kế như sau, gồm một phòng thờ và một sân phơi. Bước chân từ cầu thang mà lên trên tới tầng 5 của ngôi nhà thì ở đây có một cái ô giếng trời để lấy toàn bộ ánh sáng cũng như là cái không khí thoáng đãng xuống cái khu vực cầu thang này nha mọi người. Đây mọi người có thể nhìn thấy ánh nắng chiếu trực tiếp xuống đây này. Và toàn bộ tay vịn cầu thang như của anh chia sẻ, từ tầng 1 cho tới lên tầng 5 của ngôi nhà, chất liệu toàn bộ là gỗ lim. Mặt bậc của bậc đây mọi người có thể nhìn thấy từ tầng 1 cho tới lên tầng 5 luôn nha mọi người.
rất là yên tâm, rất là đẹp. Với cái ngôi nhà này, chủ đầu tư thiết kế cũng như là hoàn thiện rất là chỉnh chu, chu đáo. Và phía sau Ngọc Ánh đứng ở đây, đó chính là cái khu vực để máy giặt của mọi người nha. Đó, ở đây còn một phòng nữa. Còn một cái căn phòng này thì ở đây có thể chủ nhà mới có thể thiết kế làm phòng thờ, phòng làm việc. Nói chung là cái này tùy công năng sử dụng của mỗi hộ gia đình thôi. Đấy, ôi mát chưa, mọi người nhìn thấy tóc em Ánh bay chưa? Rất là đẹp nha. Từ vị trí của ngôi nhà ở đây mọi người có thể nhìn thấy giúp em này. Khu dân cư đông đúc, rất là nhiều nhà cao tầng, rất là nhiều tòa chung cư. Vị trí thì gần như là cũng gần như suýt soát trung tâm quận luôn đấy mọi người ạ. Cụ thể thì nó thuộc phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Từ vị trí ngôi nhà này thì đúng là Ngọc Ánh chia sẻ rất là gần. Và vị trí nhà này nhá, nó là nhà ngõ nông, nó chỉ cách với trục đường ô tô đi lại khoảng tầm 50m thôi thưa quý vị. Rất rất là tiện ích. Để mà nói thì gần như nếu như mà xe taxi gần như đỗ cổng luôn nha mọi người. Xe taxi gần như là đỗ cổng, chỉ có xe 7 chỗ thì cách một chút thôi. Và phần đây chính là phần còn lại, phần sân phơi của ngôi nhà. Nhỏ nhắn, xinh xắn nhưng mà đáp ứng đầy đủ công năng cho một hộ gia đình sử dụng nha mọi người. Đó, Ngọc Ánh xin nhắc lại với mọi người, dự án này là có hai hướng, hướng Tây Bắc và hướng Đông Bắc. Và cái giá chào bán thấp nhất của cái 4 căn này là 2,6 tỷ đồng, bao toàn bộ phí thuế sang tên, bác có đầy đủ sổ đỏ chính chủ. Quý khách hàng muốn biết thêm thông tin chi tiết hơn nữa, xin vui lòng gọi điện cho em theo số điện thoại phía trên màn hình 0983013403 hoặc 0888041444 nhé. Mọi người xem video của em thì đừng quên nhấn vào nút like để ủng hộ cho Ngọc Ánh. Và nhớ ấn vào nút đăng ký kênh để có thể là những quý khách hàng đầu tiên cập nhật được những thông tin tiếp theo của Bất Động Sản Nhà Tốt nhá. Xin chào và hẹn gặp lại.